cập nhật vụ sập đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Tính đến sáng nay 2 tháng 5, số người thiệt mạng đã tăng lên con số 36. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã triển khai lực lượng đặc biệt để hỗ trợ nỗ lực cứu hộ sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông bị sập. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 10 phút ngày 1 tháng 5 trên tuyến đường cao tốc Mai Châu - Đại Bộ ở thành phố Mai Châu, khiến hơn 20 phương tiện bị sạt xuống và mắc kẹt. Nhà chức trách cho biết phần đường bị sập dài 18 mét và có diện tích khoảng 185 mét vuông. Theo chính quyền thành phố Mai Châu, 30 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, không có ai trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.